Wow, xin chào tất cả các ba mẹ và các con. Ngày hôm nay thì là một buổi rất là đặc biệt. Qua muốn chia sẻ với các ba mẹ và các con những cái sai lầm phát âm trong tiếng Anh. Buổi ngày hôm nay thì sẽ dành cho tất cả các ba mẹ và các con. Chúng ta muốn chinh phục tiếng Anh. Và hôm nay cũng là cái buổi mà gọi là tổng kết tất cả những cái mà cô Hà đã chia sẻ trong những cái bài hôm trước là gì ạ? Vì sao hơn tiếng Anh là quan trọng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành luôn để chúng ta lấy ví dụ luôn được không ạ? 5 sai lầm trong phát âm tiếng Anh. Đây là những cái sai lầm phổ biến các ba mẹ. Hầu hết những người học tiếng Anh đều mắc phải cái sai lầm này. Thế nên là ai cũng sẽ nên học. Các ba mẹ cũng sẽ nên học, các con càng cần nên học. Thậm chí là ba mẹ còn phải liên tục là học hỏi để tiến lên. Vì sao? Vì các con học rất là giỏi. Chúng ta cần phải liên tục cập nhật những kiến thức để đồng hành cùng với con, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể tự tin, giao tiếp tự tin nghe nói thì chúng ta cần tránh những sai lầm này sẽ giúp cho các ba mẹ và các con sẽ tự tin này. Và chúng ta sẽ làm những cái bài tập tốt hơn. Như các ba mẹ các con đã biết là khi mà nắm vững 44 âm rồi thì 100% là các bạn mà học mà cái điểm thi mà chọn một cái từ sai, phát âm sai với những cái từ còn lại, với lại những cái bài mà chọn những cái từ, những cái âm cuối sai, những âm cuối khác này thì chúng ta chắc chắn là sẽ làm đúng 100%. Cái sai lầm đầu tiên là chúng ta phát âm âm cuối không rõ ràng, tức là chúng ta sẽ không đọc. Đó là cái đặc điểm của người Việt là chúng ta hay đọc sai. Thế thì nó sẽ dẫn đến những cái hiện tượng như thế nào thì cô Hà sẽ chia sẻ cho các ba mẹ. Ví dụ như là từ đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái từ chance, đúng không ạ? Chance. Ở đây thì cái âm cuối mà chúng ta cần phải phát âm lên ấy, là âm ch, đúng không ạ? Còn đối với cái âm cuối âm ch này, âm ch này thì chúng ta cũng cần phải phát âm lên. Vậy thì khi mà chúng ta phát âm mỗi lần test, test hoặc là test thì là chưa chính xác, hoặc là test cũng là chưa chính xác, đúng không ạ? Thế thì đối với những cái âm cuối ở đây thì các ba mẹ cần phải đọc thật là chính xác lên. Ví dụ như test ở đây là dưới dạng số nhiều, tức là nhiều bài kiểm tra thì chúng ta cần phải thêm S ở phía sau. Còn đối với test chỉ là một bài kiểm tra thôi, đúng không nào? Thì các ba mẹ hãy lưu ý là nếu như mà chỉ những cái chi tiết, những cái điểm nhỏ này thôi mà chúng ta nghe, chúng ta phát âm không đúng thì sẽ dẫn đến là người đối diện sẽ không hiểu ý của chúng ta. Và những cái sai lầm đó dẫn đến trong công việc rất là nguy hiểm, đúng không nào? Đối với những cái trường hợp đặc biệt. Thế nên là phát âm đúng những cái âm cuối, những cái ending sound vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành phát âm cùng với cô Hạ, đúng không ạ? Test, okay, test, okay, very good. Thế thì ở đây các ba mẹ nhớ cái quy tắc đầu tiên là chúng ta hãy cần phải phân biệt cái âm cuối rõ ràng ra để chúng ta phát âm một cách chính xác, đúng không ạ? Okay, vậy thì chúng ta đã vừa đi xong cái đầu tiên, sao là phát âm đầu tiên, đó chính là chúng ta phát âm âm cuối không rõ ràng dẫn đến là người nghe hiểu sai nghĩa, nói không tự tin giao tiếp, hoặc là đơn giản cái từ nice âm cuối là âm mũi, hoặc là từ nice đẹp, đúng không? Thì hai cái từ đó chúng ta chỉ đọc là nice không thì dẫn đến là chúng ta phát âm sai. Sai như thế thì sẽ dẫn đến là không nghe được, không nói được, không tự tin. Đó là cái ý đầu tiên. Ok, tiếp theo ạ. Ý thứ hai. Sai lầm thứ hai, nhấn nhá sai lệch trong từ. Cô lấy ví dụ từ record. Khi mà chúng ta nhấn vào cái âm đầu tiên ấy, các ba mẹ hãy nhìn thấy cái ký hiệu cái âm đầu tiên, chữ re, re, chữ re to đấy không ạ? Đúng không ạ? Thì đó là ký hiệu mà chúng ta sẽ nhấn vào cái âm đầu tiên. Chúng ta sẽ cần phải đọc cao giọng hơn so với âm tiếp còn lại. Record, record. Đây là danh từ khi mà chúng ta nhấn vào âm đầu nhá. Nó là nghĩa là gì? Hồ sơ và bản ghi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhấn vào âm cuối nhé, khi mà chúng ta nghe người bản xứ đọc là âm cuối ạ, record, thì lúc này thì cái từ này đã biến thành động từ rồi, tức là ghi chép và thu âm rồi. Thế nên là khi mà chúng ta hiểu rõ cái cách nhấn âm này, chúng ta nhấn nhá đúng này sẽ giúp cho chúng ta làm những cái bài tập ngữ pháp rất là chính xác. Và đặc biệt nữa là chúng ta nghe một cách chính xác, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta hãy tập luyện tập cùng với cô Hà cái từ thứ hai này nhé. Record, cái từ record chúng ta hạ giọng xuống ạ. Record, record, okay, very good. Và chúng ta hãy nhấn vào âm cuối nào. Âm cuối thì từ re sẽ là record đi lên ạ. Record,
đúng không ạ? Chúng ta đã làm theo cái biểu hình tay của cô Hà chưa ạ? Yes, ok, very good. Chúng ta sẽ cùng đi đến cái từ tiếp theo mà nhấn hay bị sai đấy ạ. Khi mà từ object này là động từ thì chúng ta sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ hai. Các bạn mẹ có thể thấy là cô đã chuẩn bị slide object thì sẽ là to in đậm đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái từ đó cho các bạn mẹ nhé. Object, được chưa ạ? Ok. Các bạn mẹ hãy cùng đưa cái tay của mình lên và chúng ta sẽ luyện tập theo thì chúng ta sẽ nâng được cái giọng của mình lên nhé. Object, được chưa ạ? Ok. Còn cái trường hợp thứ hai, khi object là danh từ thì chúng ta sẽ nhấn nhá và đặt trên âm tiết đầu tiên cho Hòa. Là chúng ta cùng luyện tập với cô Hà. Object, ok, và object. Ok. She will object to the changes. Ví dụ thứ hai ạ. The object on the table is a vase. Ok. Thế thì các bạn mẹ nhớ object, động từ nhá. Thì object là động từ chúng ta nhấn vào âm tiết thứ hai. Object, được chưa? Khi mà object là danh từ chúng ta nhấn vào âm tiết đầu tiên ạ. Object, được chưa? Ok, very good. Thế thì nếu mà chúng ta phát âm không chính xác thì sẽ dẫn đến cái nhầm lẫn giữa một cái hành động là phản đối với một cái vật cụ thể, đúng không ạ? Hành động object, được chưa? Và vật cụ thể object. Cái từ tiếp theo import. Import. Khi mà import là động từ thì chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết thứ mấy đấy ạ? Hình âm tiết thứ hai đúng không nào? Import. Import, đúng không ạ? Cao giọng từ port, port, import. Âm cuối âm các bạn mẹ có thể thấy là cái phần chữ phiên âm ấy, cái giờ phần dấu sắc nó nằm ở phía cái từ thứ hai là từ port, đúng không ạ? Nào, import. Many countries import oil. Ok. Tiếp theo là khi mà import là danh từ thì chúng ta sẽ nhấn vào cái âm tiết đầu tiên, đúng không ạ? Từ in, in này được thì biết chị in hoa là chúng ta đọc cao giọng lên. Import, import, đúng không ạ? Ví dụ nào, the example, the imports of cars had increased. Ok, thế thì nhấn nhá là sai thì chúng ta có thể gây hiểu nhầm giữa việc nhập khẩu là import và hàng hóa nhập khẩu là import. Các bạn mẹ thấy không? Tiếng Anh nó cái phần quan trọng, cái phần phát âm, phần nhấn nhá rất là quan trọng đúng không ạ? Chỉ cần là chúng ta nói sai rồi thì cũng sẽ dẫn đến ý hiểu khác đúng không? Còn cái sai lầm thứ ba, bỏ qua âm th. Cái sai lầm này rất là phổ biến thôi. Năm cái sai lầm này thì đều là phổ biến. Vì người học tiếng Anh nào thì bắt đầu học sai hết mà chúng ta sửa được sẽ giúp các ba mẹ các con nói rất trôi chảy. Cô lấy ví dụ nhé. Cái âm th này chúng ta hay đọc giống như là cái âm t hoặc là âm n ở trong tiếng Việt. Ví dụ cái từ this, đúng không nào? Cần phải đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng nhưng mà chúng ta không có luyện cái âm này cứ đọc là zit zit. Hoặc là zap, zip, zap, giống như âm giờ, zap, zip, đúng không ạ? Người nước ngoài thì đọc là this, that. Mình thì là cứ zip, zap, zip, y, zap, y. Còn người nước ngoài là gì? This is và that is. Ok, đó chính là cái sự khác biệt giữa cái người phát âm chuẩn và không phát âm chuẩn. Chúng ta mà phát âm sai cái từ này thì chắc chắn người nước ngoài thì không hiểu. Dẫn đến là học tiếng Anh thất bại, mình 2 năm thất bại. Thế thì bây giờ muốn không thất bại nữa là phải học chuẩn ngay từ đầu để không bị sai lại nữa. Các ba mẹ, các con chúng ta hãy đưa lưỡi ra. Chúng ta luyện tập cùng với cô Hà luôn nhé. Hãy tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chúng ta luyện tập liên tục phát triển, liên tục tiến lên. Con đường học tập là con đường tuyệt vời nhất để giúp chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Nào, chúng ta sẽ cùng phát âm cùng thay đổi. This. This, đúng không ạ? Và that. Cái này âm này là âm hữu thanh các ba mẹ. This và that. Đó. Ok. Thế từ đây chúng ta sẽ không đọc từ này là zit và zat nữa các ba mẹ các con nhé. Không đọc zit và zat nữa. Sẽ tiếp theo đến cái sai lầm thứ tư. Lỗi phát âm nguyên âm dài và âm ngắn. Cái âm này thì rất là nhiều luôn ấy ạ. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem nếu mà chúng ta phát âm sai thì sẽ ảnh hưởng như thế nào. Cụ thể qua cái trường hợp này. Thứ nhất cái từ shape. Shape. Các ba mẹ thấy cái từ shape đầu tiên không? Có giống chữ y trong tiếng Việt của chúng ta đấy ạ. Phiên âm là âm y ngắn. Mà ký hiệu âm y ngắn là gì ạ? À, giống như số 1 La Mã đấy. Ê. Ở đây chúng ta sẽ đọc ngắn, gọn, dứt khoát, đúng không ạ? Ê. Ê. Shape. Ê. Shape. Đúng không ạ? Shape. Thì nó có nghĩa là gì?
là cái tỏ, còn từ chi ở đây các ba mẹ và các con thấy là cái phần phiên âm nó là âm y dài đúng không nào, cái âm y dài. Thế thì nó được ký hiệu, được viết chữ là hai chữ e đấy, thì chúng ta sẽ đọc kéo dài hơn này, âm thanh phát ra lâu hơn này, chi đúng không ạ, và chi. Nếu mà chúng ta mà phát âm từ chi như là chi hoặc là ngược lại thì chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn hai cái ý mà chúng ta muốn nói đến, đúng không ạ? Ví dụ như cô vừa nói là oh, it's a sheep, mà cô lại chỉ có con cừu, như thế là sai hoàn toàn, đúng không ạ? Nên là cái quan trọng ở đây là chúng ta sẽ phân biệt âm dài và âm ngắn nhé. Nguyên âm dài và nguyên âm ngắn ở trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ cùng luyện tập nhé. Sheep, âm y ngắn ạ. Sheep, ý muốn nói đến là cái gì nhỉ các ba mẹ nhỉ? À, con tàu đúng không nào? Sheep. Đã. Thế thì bây giờ cô sẽ dùng cái tay của mình, cô kéo cái âm y dài nhé. She, she, đúng không ạ? Kéo dài và âm thanh chúng ta phát âm ra lâu hơn. Nào, bây giờ cô sẽ đọc lại. She và she, she và she. Được chưa? Ok, very good. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa, đối phát âm giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ sit. Sit, ok, là ngồi xuống thì nghĩa là ngồi xuống ấy. Còn cái từ seat, được ký hiệu là chữ E và chữ A đấy ạ. Nó là ký hiệu của nguyên âm dài, âm Y dài. Chúng ta sẽ đọc kéo dài hơn, tương tự với trường hợp lúc trước đúng không nào? Nếu mà chúng ta không phát âm chính xác thì cái từ seat, ngồi có thể nghe như là seat, ghế. Từ thường là người Việt chúng ta đọc hai cái âm Y là như một, seat, seat, như một đúng không ạ? Thế thì dẫn đến là người nước ngoài nghe tôi không hiểu bạn nói gì hết. I don't understand. Ok. Thế thì để tránh cái việc sai lầm của chúng ta nói để người nước ngoài không hiểu thì chúng ta sẽ khắc phục lại. Chúng ta sẽ luyện tập âm y ngắn và âm y dài, phân biệt âm y ngắn và âm y dài các ba mẹ các con nhé. Tiếp theo ạ, âm và âm hai cái âm này hay nhầm lắm. Cái âm giống như âm vờ trong tiếng Việt ấy, thì chúng ta nhớ là cái khẩu hình miệng ở môi dưới phải chạm và răng cửa trên là răng được chưa? Ví dụ cái từ vine được chưa? Một loại cây trồng này vine. Nếu như mà chúng ta phát âm là giống như âm quờ thì mọi người hãy phát âm giống như âm quờ vine. Ở đây thì các ba mẹ các con nhớ là chúng ta sẽ đối với cái âm quờ chúng ta thu môi ạ, thu môi nhỏ lại sau đó bật ra quờ vine và vine khác hẳn nhau đúng không ạ? Thế nên là chúng ta nhớ là cái đặc điểm của âm khác và âm buộc khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại cái hai âm này dễ gây nhầm lẫn. Vài vài và vài vài. Ok, nếu như mà chúng ta nói vài như vài thì chúng ta sẽ bị nhầm sang một loại cây trồng, sang một loại đồ uống khác này, và ngược lại đúng không ạ? Tiếp tục tương tự với trường hợp từ vote và wrote. Cái trường hợp này thì các bạn lại thấy là dễ hơn này, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta nói vote thành wrote, hai cái từ này giống hệt nhau thì chúng ta có thể thay đổi một cái từ động từ phục bỏ phiếu ấy, thành quá khứ của từ write và từ wrote, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ luyện tập lại hai cái âm này, vote và wrote. Vote wrote, đúng không ạ? Ok, very good. Thế thì tuyệt đối là chúng ta không nhầm lẫn giữa âm và âm buộc với các ba mẹ các con nhé. Khắc phục những điều này sẽ giúp cho chúng ta nói một cách lưu loát và trôi chảy, hiểu đạt rõ cái ý mà mình muốn nói đến là như thế nào. Chính vì vậy mà cô Hà luôn luôn chia sẻ là chúng ta cái việc phát âm nó quan trọng như thế nào. Nếu như mà chúng ta chưa học từ phát âm thì rất là khó để có thể giao tiếp. Các ba mẹ có công nhận cái điều đấy không ạ? Nếu mà chưa phát âm đúng, không chưa phát âm đúng thì rất là khó để có thể nghe được người bản xứ nói gì, rất là khó để chúng ta có thể giao tiếp được. Vì phát âm sai là đã mang trong mình cái sự tự ti rồi, chúng ta không dám nói, không dám biểu đạt, không dám nói gì rằng mình sợ sai. Thế thì cái đầu tiên và quan trọng ở đây vẫn là chúng ta hãy luyện tập cho chính xác ngay từ đầu, ngay trong quá trình học. Đầu tiên chính là phát âm. Như chúng ta có thể thấy là những cái lỗi phát âm như thế sẽ gây nhầm lẫn rất là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại
một lần nữa những cái lỗi sai lầm phát âm trong tiếng Anh phổ biến ở đây là hầu như là chúng ta đều mắc phải, dẫn đến là chúng ta chưa nói được lưu loát, chúng ta chưa nói được chính xác. Thứ nhất là chúng ta không phát được âm cuối rõ ràng, hầu như là không đọc âm cuối hoặc đọc âm cuối sai. Thứ hai, nhấn sai lệch trong từ. Tiếp theo là this và that. Tiếp theo là chip và sheet. Tiếp theo là sit và seat. Khác nhau chưa? Các bạn mẹ thấy cô đọc lại sẽ thấy khác nhau. Why và why, vote và wrote. Ok, thế thì xong buổi ngày hôm nay thì các ba mẹ hoàn toàn là chúng ta hãy bỏ những cái cách phát âm này đi. Nếu như mà ba mẹ nào cần slide để ôn luyện lại thì các ba mẹ hãy comment cho Quà sẽ tặng các ba mẹ, dành tặng các ba mẹ nhé. Hẹn các ba mẹ con trong tối thứ bảy và tối chủ nhật. Vâng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các ba mẹ con nhé. Các ba mẹ nhớ hãy đăng ký kênh YouTube hoặc là Zona Hoa fanpage học tiếng Anh của cô Hà để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.